Hello xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại Phương Nam Mobile nhé Thì hôm nay về được ít sản phẩm này muốn giới thiệu cho anh em Em nào muốn mua hàng theo dõi hết clip của em nhé Ở Bên em dùng số điện thoại là sáu từ quý và ba bốn năm nhé Bảo hành cho anh em 3 tháng nhé Địa chỉ hàng ở thôn 5 Văn Phúc Phúc Thọ Hà Nội nhé anh em nhé Anh em gần thì đến trực tiếp ở Sam có ship code toàn quốc Đảm bảo là 100% khách hàng bên Phương Nam Mobile được kiểm tra hàng nhé 100% luôn Nếu một shipper không cho anh em kiểm tra hàng thì anh em cứ liên hệ với em nhé Em cho shipper nghỉ việc luôn tại vì sao tại vì em là chủ hàng em lên đơn em cho khách hàng kiểm tra hàng thì không có lý do gì anh em lại không được kiểm tra hàng cả đúng không anh em và khi em gửi hàng cho anh em nhé khi em gửi hàng cho anh em ví dụ như em gửi con này em sẽ gửi cả thông tin email nếu mà đến nơi anh em kiểm tra đúng email nhé đúng email đúng thông tin trên phiếu bảo hành trên hóa đơn bán hàng thì anh em hãy nhận hàng nhé còn nếu mà sai hoặc là em chụp ảnh anh em mà anh em cảm thấy nó không đúng sản phẩm em chụp thì anh em có thể liên hệ với em nhé để em xử lý nhé tránh trường hợp là bên giao hàng cháo hàng ở đổi hàng đó, có rất nhiều người ta gian lận đấy anh em Đó, ok Đây nhá, đây là cửa hàng của em Phương Nam Mobile nhá Anh em gần thì đến trực tiếp nhá Đây ở xa thì em có ship toàn quốc Đảm bảo 100% khách hàng Đó, 100% khách hàng được mua hàng của Phương Nam Mobile Đều được kiểm tra hàng nhá Đó, và em có <laughs> Để đường link fanpage Phương Nam ở dưới nhá Anh em mua hàng nhắn tin là fanpage Phương Nam Mobile nhá Zalo nhiều khi nó bị đẩy bạn bè Ok chưa, Zalo nó bị đẩy bạn bè Thì anh em thông cảm nhá, anh em có thể nhắn tin ra là fanpage Phương Nam Mobile Đây trước em ở ở Nguyễn Lân Hà Nội đây bây giờ em chuyển về Vân Phúc Phú Thọ Hà Nội nha anh em nhé ok đầu tiên thì hôm nay về cho anh em là Lumi con này cực kỳ hot nha anh em nhé con này cực kỳ hot Lumi 10 Pro cộng thông số của nó quá ngon cấu hình của nó quá ngon mà mức giá quá rẻ nhá con này là bản 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 bảo vệ môi trường nhá anh em nhé bản bảo vệ môi trường ok chưa con này bản bảo vệ môi trường thì con này nó không có gì cả nó chỉ có máy này và hộp này hộp con này anh em nhìn hộp nó khác hẳn những cái con máy khác nhá hộp nó cũng khác hẳn nó con máy khác nhá à hộp anh em nhìn những cái hộp này nó sặc sỡ nó các thứ các thứ này nó là màu đẹp sặc sỡ nhưng hộp con này nhá hộp con này bảo vệ môi trường nhá anh em thì hộp có bị bịa hay không này nó có hai loại nhá một cái loại hộp sặc sỡ nữa nhá anh em nhá một loại hộp sặc sỡ nữa nhưng mà em nhập loại này là nhập loại bảo vệ môi trường thì anh em mua cái loại này ấy, giá rất là rẻ tại vì nó không có phụ kiện gì cả trong này nó chỉ có máy không thôi. trong này chỉ có máy không thôi hộp bảo vệ môi trường chả có gì cả luôn À, bây giờ đang hot bảo vệ môi trường em như kiểu là anh em mua iphone uh, 10, uh, 14 pro max các thứ bây giờ nó cũng không có sạc đang kèm anh em ạ à, không có sạc đây nó bảo vệ môi trường mà đây email đây email là sẽ in một cái tem như này thôi tem cũng bé đâu cũng không to đâu anh em ạ email sẽ in tem như này đâu cũng không to đâu à, email cũng in tem này không to đâu à, chỉ gọi là thông số cơ bản tí tí thôi à, hôm nay em giới thiệu cho anh em con này nhá cực kỳ ngon con này của nó là tên của nó là đây Lưu 10 Pro cộng 5G nhé anh em nhé Lưu 10 Pro cộng 5G Ok chưa à, Con này RAM 8 128 gb nhé Vì RAM của nó thì anh em có thể Đấy là RAM 8 em có thể tăng dung lượng RAM này Tăng dung lượng RAM là anh em có thể chọn lên thêm 8 gb RAM nữa nhé anh em nhé đấy. đấy Anh em phải khởi động lại Anh em phải khởi động lại nhé Hiệu lực Bộ nhớ sẽ có hiệu lực sau khi khởi động lại thiết bị Đó, Đây 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 là em chỉ ví dụ cho anh em nhé Còn em đang quay video nếu không khởi động lại là sẽ hơi lâu Ok chưa đấy. À, Ok luôn thử luôn cho anh em để khởi động lại ngay để em quay bằng con khác ui rồi quên mất kém thông minh quá anh em ạ đây có con nữa mà có rất nhiều hàng mà anh em thoải mái cho anh em lựa chọn nhá con này có màu xanh này màu vàng này. ui anh em màu vàng này màu xanh và màu đen nhá anh em nhá Đó, con này màu vàng nhá sẵn uh, rom này là sẵn tiếng việt CH một đây các thứ đầy đủ hết rồi anh em phun phun hết cho anh em luôn đây toàn tiếng việt phun hết cho anh em nhá màn 120 trăm hai mươi đây em giới thiệu lại nhá Lumi 10 Bộ độ cộng, RAM 8 128 GB chạy chip Diman City 1080. Quá là ngon để cho anh em luôn. Pin 5000 mAh. Đó, kích cỡ màn hình là 6.7 inch nha anh em nhé 6.7 inch màn hình AMOLED rất là đẹp, 1 tỷ màu luôn anh em ơi. AMOLED 1 tỷ màu nhá, hỗ trợ HDR10+. Đó, một màn 120Hz, 800 nit. Camera sau con này thì 108.8.2. Cam của nó anh em nhìn thấy không? Hai cam này. Đó, nhưng mà cái dưới này sẽ là hai một cái vòng tròn nhưng mà hai cam ở dưới nhá. Còn trên này là cam chính nhá. Cam chính 108 chấm nhá, cộng hai cam phụ là 58 8 chấm và 2 chấm. Cam trước con này 16 chấm. Ok cho pin 5000 có sạc nhanh hai sim. Con này có vân tay trong màn và có nhân diện khuôn mặt đầy đủ hết nhá. Màn cong rất là đẹp. Anh em ơi, màn cong rất là đẹp. Đó, màn AMOLED mà 1 tỷ màu anh em ơi. Quá hot luôn, lưng cũng rất là đẹp, lưng vát cong rất là đẹp nhá. Con này em thấy quá đẹp mà cấu hình quá ngon. Giá em đang bán mức giá là 4 triệu 590 nghìn Tặng kèm sạc Hoco Uh, tặng kèm sạc nói chung là tặng kèm sạc nếu mà anh em chưa có sạc thì tặng kèm sạc là 4 triệu 590 nghìn còn nếu mà anh em có sạc rồi thì em bán giá cho anh em 4 triệu rưỡi nhá đó uh, ok tại vì bản này là bản bảo vệ môi trường nó chỉ có máy không thôi uh, nó chỉ có máy không thôi còn nếu mà anh em nào mà... chưa có sạc thì là 4 triệu 590 nghìn còn nếu mà anh em nào có sạc rồi bảo Nam ơi anh có sạc rồi anh không muốn lấy sạc anh chỉ muốn lấy con máy Lumi 10 Pro cộng này bản bảo vệ môi trường đó, uh, máy không gửi cho anh thì em bán giá cho anh em 4 triệu rưỡi nha anh em nhá 4 triệu 500 nghìn một con máy quá ngon đây màn hình đây đó, màn hình nhá cho anh em xem màn hình màn hình là tốc độ làm mới là 120 nha anh em nhá đây anh em có thể chọn là 60 hz này có thể chọn 120 hz tùy vào anh em nhá đó 120 hz thao tác của nó vuốt thì cực kỳ sướng luôn màn một tỷ màu đó màn một tỷ màu nha anh em nhá quá ok đây là con màu vàng nhá anh em nhá màu vàng anh em màu vàng em nhìn ôi rồi Lấp lánh lấp lánh rất là đẹp luôn, Lumi. Lấp lánh lấp lánh rất là đẹp luôn, nhũ 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 giời. Ừ nói chung con này quá đẹp nhá, mà nó cong nên nối mà em để đây phải để cả cái nịt này anh em. ấy nói để cả cái nịt đây mà nó còn trôi ra ngoài này, tại vì nó màn cong. Màn cong con này màn cong quá đẹp. Đây nha anh em nhá, con này thì em có khởi động lại đây cho anh em xem lại nhá. Đó, giới thiệu thiết bị. Đây anh em. Đây nhá. Ram 8 cộng 8 GB RAM nha nha anh em nhá. Đó là nó hỗ trợ thêm 8 GB ảo nhá anh em nhá. Là tổng là 16 GB luôn. Còn nếu mà anh em không thích thì anh em có thể chọn 6 GB tăng thêm 6 GB, tăng thêm 4 GB này. Ok chưa? 2 sim nha anh em nhá, 2 sim màu đen. Đấy, màu đen anh em nhìn. Đấy. Màu đen. Ok chưa? Còn một con màu xanh nữa nhá anh em nhá. Loại ba màu, em có ba màu, màu đen, màu xanh. Giá là 4.590.000đ, nếu anh em không lấy sạc là còn 4.500.000đ thôi. Đó. Con này màu xanh. Con này màu xanh nhá. Đây màu xanh. À, màu xanh. Anh em thích màu nào? Màu nào ok hết nhá. Đây em sẽ test thêm cho anh em một chút đó là thêm cho anh em uh, vân tay và nhân diện khuôn mặt nhá. Tại vì con này là vân tay trong màn hình nhá anh em nhá. Vân tay trong màn hình. Nhân viên thì bên em đã test hết rồi. Đó, à, nói chung là nhân viên bên em test hết rồi, anh em hoàn toàn yên tâm. Vậy hôm nay là em đây em test trực tiếp cho anh em xem nhá. Còn tất cả mọi máy thì bên em đã test hết rồi. Đó, trước khi gửi hàng cho anh em thì bên em đã test hết rồi và khi gửi hàng đến nơi cho anh em nữa thì là 100% khách hàng bên Phương Nam Mobile được kiểm tra và test máy nhá. Được kiểm tra và test máy, tránh trường hợp lừa đảo nhá. Tránh trường hợp lừa đảo. Anh em không mua của em Nam, anh em mua của người khác anh em cũng phải được kiểm tra và test máy nhá. Hoặc là anh em mua của em Nam mà chẳng may mà bên giao hàng cháo hàng cái gì ôi ôi luôn đúng không anh em? Rồi, thêm khuôn mặt nhá. Hôm nay nóng quá anh em ạ. Đó, xóa khuôn mặt này, thêm khuôn mặt này. Rất là nhanh luôn nhá. Đó, rất là nhanh luôn. Đây, khuôn mặt đây, rất là nhanh luôn nhá. Đói, rất là nhanh luôn nó nhận diện khuôn mặt rất là nhanh em phải nghiêng này cho nó không nhận diện khuôn mặt để thử vân tay cho anh em xem đây ok nhá có màu xanh này có màu vàng này có màu đen này anh em mua hàng liên hệ phương nam mobile nhá giá bán là 4 triệu năm trăm tặng kèm sạc còn nếu không lấy sạc là 4 triệu năm trăm nghìn anh em nhá bản bảo vệ môi trường ok chưa tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em một con máy lâu lắm rồi thì em mới về được ra cho anh em một ít sony nhá sony thì bây giờ thực sự ra nó 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 quá là rẻ Sony bây giờ thực sự ra nó quá là rẻ hơn 2 triệu một chút nhé anh em mua Sony Xperia 1 này Sony Xperia 1 hơn 2 triệu thôi anh em ơi hơn 2 triệu con này thì thực sự ra nếu mà anh em xem phim thì con này quá đỉnh luôn con này là bản nhật nhá bản nhật nhá sẵn tiếng Việt các thứ hết cho anh em chỉ việc dùng nhá anh em nhá sẵn tiếng Việt CH Play à, sẵn tiếng Việt vào cài đặt anh em vào cài đặt này Rồi, đầy đủ tiếng Việt hết cho anh em nhé đầy đủ tiếng Việt hết này đó ở ngoài này thì nó có những cái ứng dụng rác ứng dụng rác của bản nhật nhá ứng dụng rác của bản nhật ví dụ đây em ví dụ cho anh em ví dụ như anh em cái ứng dụng này đi anh em ở uh, thông tin ứng dụng này nếu anh em không dùng có những cái ứng dụng anh em sẽ tắt được Đấy anh em nhìn thấy màn hình nó chạy chạy là do ánh sáng nhá anh em nhé do ánh sáng đó do ánh sáng nhá đó do ánh sáng uh, quay video trong phòng là ánh sáng nó ấy nhá chứ không phải là máy lỗi màn đâu đó có những cái ứng dụng sẽ xóa được nha anh em nhé có ứng dụng sẽ xóa được anh em vào thông tin ứng dụng là cái phần gỡ gầy đặt này Bản Nhật này nó có ví dụ ứng dụng này anh em ấn gỡ cái đặt là nó sẽ mất. Ok chưa? Đó những cái ứng dụng nào anh em cảm thấy không dùng thì anh em vào gỡ cái đặt đi. Đó, tại vì bản Nhật nó sẽ có những ứng dụng, ứng dụng Nhật nói chung là ứng dụng của Nhật mặc định. Anh em không dùng thì anh em xóa đi nhá. Con này có ưu điểm của nó là màn 4K anh em ơi, màn OLED 4K. Ờ màn OLED 4K luôn này, anh em nhá. Sony Xperia 1 nhá anh em nhá, RAM 6 64. Đó, thông tin điện thoại hệ thống đâu. Giới thiệu điện thoại à, con này là một sim anh em nhé một sim Sony Xperia 1 1 sim anh em nhé bản nhật RAM 6 là 64 chạy con chip sao gần 85 năm màn con này màn 675 inch nhưng mà màn của nó thiết kế tỷ lệ con này là màn hình tỷ lệ 21 9 nên cầm nắm của nó rất là dễ nha anh em nhé Đó, cầm nắm của nó rất là dễ ok cho màn 6,5 inch màn OLED rất là đẹp màn 4k luôn nha anh em nhé màn 4k phụ một lớp kính cường lực Gorilla Glass 6 luôn quá kinh khủng camera 12 12 và 12 3 cam sau trước con này là 8 chấm, pin là 3330 mAh. Đó, giá bán à có hỗ trợ sạc nhanh nhá, giá bán 2 triệu 790 000 2 triệu 790 000 mà anh em sở hữu một con Sony màn 4K. Đó, anh em cứ thử nghĩ xem, màn 4K nó đắt đến mức nào. Mờ nó giá nó chỉ có 2 triệu 790 000 nha anh em nhá. Đó, ok chưa? Sony nó làm màn thì thực sự ra không có gì để chê rồi anh em ạ. Nét như Sony. Từ ngày xưa có câu nét như Sony rồi anh em ạ. Đó, có con màu đen nhá. <laughs> Màu đen và màu gọi là màu này nó kiểu như màu tím pha màu nhá anh em nhá. nó không phải là tím hẳn nó kiểu pha pha xanh xanh tím tím. Đó, nhiều khi anh em lại đây anh em nhìn này. Em nhìn này. Con này thì màu xanh xanh đúng không? Con kia lại nhìn lại kiểu tím tím đúng không? Tại vì do chỗ để nhá anh em nhá. Đấy, anh em do chỗ để này. Nếu em để nằm xuống nó lại thành kiểu tím tím này. Rồi cầm lên lại kiểu xanh xanh. Đó, nó pha màu nhá anh em nhá, nó không phải là một màu ví dụ như xanh là xanh hẳn mà tím là tím hẳn. Đó, nó kiểu pha pha màu anh em. có hai loại màu như vậy, màu đen và màu xanh giá bán 2 triệu 790 nghìn Ok chưa Đó, Một con máy màn 4K dành cho anh em Tiếp theo nữa nha anh em Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là Samsung Samsung thì có giá là S20 Bluetooth là 4 triệu 750 Mà ám nhẹ Đó, Mà nám nhẹ một chút 4 triệu 750 nghìn Hết pin này 4 triệu 750 nghìn nha anh em nhé Mà ám nhẹ còn nếu mà màn không ám thì là 5 triệu 450, 5 triệu 650 tùy từng cây nhá Màn không ám 5 triệu 450, 5 triệu 650 tùy từng cây nhá nhé S20 Bluetooth 5G nhé anh em nhé đó, Nó còn tùy từng cây 5 triệu 450, 5 triệu 650 đó, Nếu mà anh em chọn có những cây 5 triệu 850 nhé anh em nhé Tùy vào anh em mua thôi Tất cả là đây là 5 triệu 450, 5 triệu 650 là màn đẹp không ám nhé S20 Bluetooth 5G máy Mỹ 2 SIM, 1 SIM thường, 1 SIM nhé đó, Pin 4500 màn cong rất là đẹp Là 12 g luôn Bộ nhớ con này là 128 g Chạy chip sang gần 865 nhanh anh em nhé Chạy chip sang gần 865 rất là ngon, rất là mạnh Màn 677 inch, màn Dynamic AMOLED 2X không có gì để chê, màn đẹp không hàm bố. Đó, camera sau 12.64 và 12 cộng với cái 0.3, camera trước 10. Pin 4500. Giá bán thì đang bán là 4.750 màn ám lưu ảnh một chút đấy con này. Con này màn ám lưu ảnh một chút là 4.750 nha anh em nhá. Còn con không ám thì em đang bán mức giá là 5.450, 5.650. Ok chưa? S20 Bluetooth 5G nhá. Có màu đen, màu tím, màu xám, màu xanh đen tím xám xanh nhá S20 Bluetooth 5G nhá anh em nhá một con máy này thì quá là ngon màn cong ok chưa tiếp theo giới thiệu cho anh em một con con này hết pin rồi à đây vẫn còn con này là Oppo A5s nhá anh em nhá Oppo A5s ok cho con này là Oppo A5s nhá con này thì thông số cấu hình của nó chưa à, chưa lại ấn vào nhau cần nhà phần mềm con này dành cho những anh em nào ví dụ như là thu nhập bình thường không phải là thu nhập cao con này hơn triệu thôi Ờ, hơn triệu thôi. Oppo là A5S nhá. Trong này nó ghi là RAM 6 64 nhưng thực chất của nó là RAM 4 bộ 64 nhá. Do chạy tiếng Việt nên bọn này nó sẽ lên nhảy lên làm ảo nha anh em nhé Đó, ờ, nhiều anh em không biết thì mua ở chỗ khác nó không bảo anh em đâu. Thực sự là thật là như vậy. <laughs> em Nam thì có sao em Nam bảo thẳng anh em luôn nhá, không bao giờ phải suy nghĩ. Ok chưa? Con này RAM 4 bộ 64, chạy con chip Snapdragon 450, 2 SIM, màn 6 72 inch màn khá rộng, pin khá trâu, pin 4230mAh camera sau 13.2 chấm cam trước 8 chấm bị giá là 1 triệu 690 nghìn 1 triệu 690 nghìn em thấy thao tác con này rất là mượt nhé anh em nhé 1 triệu 690 nghìn nhé anh em nhé Oppo A5s có màu hồng có màu vàng nhé có màu hồng có màu vàng đây có cả màu vàng nhé anh em nhé Oppo A5s thiết kế cũng rất là đẹp thiết kế này ngày xưa thì thực sự ra là đỉnh luôn đấy ngày xưa rất thích thiết kế này nhá khách mua rất thích thiết kế này ok chưa 1 triệu 690 nghìn À, tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là S21 Ultra S21 Ultra thì thực sự ra 9 triệu 190 nghìn đến 9 triệu 350 nghìn màu đen không có gì để chê cả hai sim một sim thường một e sim máy mỹ zin pin 5000 mAh nhé pin 5000 mAh S21 Ultra 5G nha anh em nhé bản mỹ bản mỹ thì dùng được thêm một e sim nhá là hai sim một sim thường một e sim ram tận 12GB bộ nhớ con này 128GB và chạy con chip Snapdragon 888 không có gì để chê cả nhé anh em nhé Màn đẹp không mố, màn 6.8 inch Đó, ờ, Màn nét luôn Màn Dynamic AMOLED 2X Màn hình tần số quét 120 m Cam ra sau thì rất nhiều cam 108 chấm, 12 chấm, 10 chấm, 10 chấm, 1 cái 0.3 nữa Cam trước thì 40 chấm 40 chấm anh em ạ Cam sau thì của nó là zoom 100X Đây cam trước rất là nét Đó, Cam trước rất là nét nha anh em nhé Trắng nét căng càng càng luôn Cam sau con này zoom, zoom 100X luôn nha anh em nhé Đây nó có 100X này Đấy, Nhưng ở đây nó gần quá anh em ạ Gần quá 10X là nó đã gần quá rồi cam góc rộng này siêu rộng này ok chưa à, cam góc siêu rộng anh em thấy ok chưa đó à, ok thì con này pin 5000 có sạc nhanh giá bán là 9 triệu 190 đến 9 triệu 350 tùy thằng cây nhé anh em nhé đó à, con này thì không có gì để chê cả S21 Ultra 5G cấu hình của nó quá khủng rồi anh em ơi nếu mà anh em thích uh, đặt vào vị trí anh em thích nhỏ gọn mực chip mạnh cấu hình khủng ấy anh em thì anh em có thể tham khảo con này nhá, màn đẹp, chip mạnh nhá. Samsung Galaxy S22 thiết kế nhỏ gọn. Đó, thiết kế nhỏ gọn mà con chip của nó rất là mạnh. S22 thì con chip của nó quá kinh khủng rồi anh em ạ. Đó. Ok chưa? S22 nhé anh em nhá. Galaxy S22 5G. Mặc định của nó trong này nó không ghi 5G đâu tại vì mặc định series S22 toàn 5G hết rồi. Từ S2 trở lên thì nó sẽ không ghi là có 5G hay không có 5G nữa mà là mặc định nó sẽ có 5G rồi nên nó sẽ không ghi nhá anh em nhé RAM 8 128 GB và chạy con chip Snapdragon 8 Gen 1 quá là mạnh luôn. Màn trong veo màn đẹp hoa mố máy nét màn 6.1 inch màn Dynamic AMOLED 2X màn hình từ quét 120 m camera sau 50 chấm này 10 chấm này 12 chấm này cam trước 10 chấm pin 3700 giá cũ bán là 9 triệu 200 nghìn thì hiện tại bây giờ đang bán giá cho anh em 8 triệu 950 nghìn con này là con màu trắng nhé anh em nhìn có thể nhìn này nhìn độ nét của nó này con màu trắng này Đó, anh em có thể nhìn độ nét nhé quá nét luôn cho anh em nhé quá nét luôn ok đa số samsung thì em sẽ có ốp lưng và sạc cáp dành cho anh em nhé đa số samsung em sẽ có ốp lưng và sạc cáp cho anh em còn những dòng máy bm nam bán nếu mà không có phụ kiện gì thì em sẽ không tặng kèm ví dụ có thì em tặng luôn ví dụ em nhập được ốp em sẽ tặng ốp còn con nào không có ốp em sẽ bảo thẳng luôn anh em là không có ốp anh em tự mua giúp em ok chưa đó còn sạc thì bắt buộc là đa số sẽ tặng kèm sạc còn nếu anh em không lấy sạc thì sẽ có thể trừ cho anh em một ít đó, gọi là một vài chục ok chưa chứ sạc là sạc đồ tặng kèm chứ không phải là sạc bán nha anh em nhé sạc là sạc đồ tặng kèm ok chưa sure. tiếp theo giới thiệu cho anh em nó là một con máy đến từ Xiaomi nữa ở con này pin đâu hết pin à trời đất ơi con này là con Xiaomi à Xiaomi Redmi à, như anh em nhìn xe lưng của nó sẽ có 5 g này con này có hai phiên bản nhá một phiên bản là năm và một phiên bản là năm bốn nha anh em nhé Xiaomi Redmi con này Xiaomi Redmi 11 một Pro 5 g nha anh em nhé hay tên gọi khác là 11E nhá anh em nhá. Lam 6 128 chạy con chip Dimensity 700, màn 6758 inch màn hình 90Hz, camera sau 50.2 chấm. Cam trước con này là 5 chấm, pin là 5000 có sạc nhanh. Giá bán con này là 3 triệu 390 000 thôi. Và một con phiên bản RAM 4 bộ nhớ 128 thì là 3 triệu 190 000 chênh nhau 200 000 nhá. RAM 6 128 và RAM 4 128 nhá. 3190 và RAM 3 triệu 390. Anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết email cho anh em. Ví dụ anh em mua con Note 20 Ultra này nhá. Note 20 Ultra này, ví dụ anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết email cho anh em là 6999 này, tam hoa 9 này. Đúng đúng chưa? Đó, em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhá. con này thì màn hình nó có lỗi nhẹ, giá bán là 7 triệu 550 000 Cấu hình con này thì không có gì để chê cả. Note 20 Ultra 5G Mỹ, 2 SIM, 1 SIM thường và 1 eSIM. Tất cả một chức năng full hết. Màn 6.9 inch, màn Dynamic AMOLED 2X, tần quét màn hình 120Hz, RAM 12, 128, <laughs> Chạy chiếc Sabu 865 Plus nhá. Camera sau con này 108.12 12 cam trước 10 chấm, pin 4500 có sạc nhanh. Ok chưa? Đây là 12 128 đây. Màn hình thì màn hình con này anh em nhìn đây, nó có một điểm sáng sáng bé tí. Nó kiểu như phản quang đấy nhá anh em nhé Nó kiểu như phản quang một chấm sáng bé tí. Em đảm bảo với anh em luôn nhé bảo hành cho anh em nhé Đó, và thứ hai nữa là khi anh em tắt màn hình ở cái lớp trên 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 cái hiển thị nó là lớp kính. Lớp kính trên này Samsung là hay bị kiểu này phết anh em ạ. Samsung là hay bị kiểu này phết nó hơi bạc bạc kính này nó hơi bạc bạc kính này không ảnh hưởng gì cả tất cả các chức năng anh em dùng ok hết nó chỉ có hai cái điểm yếu đi thôi thì giá là 7 triệu 550 nghìn nhá anh em tiết kiệm là cả tiền triệu nhé anh em nhé. tiết kiệm là cả tiền triệu mà em thấy trên thị trường nó bán những con đốm màn đấy đốm đen đốm đen điểm đen đấy đốm đen xì đây ví dụ như cái phần camera đấy nếu mà không phải camera là nó là đốm đen đấy thì thực sự ra là nó còn dễ hỏng hơn những cái con như này rất là nhiều ở con như này thì 7 triệu 550 nghìn thôi anh em nhé 7 triệu 550 nghìn thôi test full hết rồi anh em ạ không bao giờ phải lo có tặng kèm ốp lưng và xà cáp dành cho anh em nhé ok tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max con này là 9 triệu 150 nghìn máy zin đó 11 Pro Max 9 triệu 150 nghìn máy zin nha anh em nhé máy quốc tế Mỹ phải đi ok hết tất cả chức năng ok hết nha anh em nhé đó em đang dùng để uh, quay video các thứ cho anh em này chu tông đầy đủ hết tất cả chức năng ok hết phải đi ok hết Cam cũng ô hết, nói chung là máy zin. Con này màu đen 9 triệu 150 000 Pin con này pin 8x nhá, pin 8x. Đó còn con pin thay, pin thay pin thay chỉ thì anh em cộng 500.000đ nhá. Pin thay 9100 thì anh em cộng cho em 500.000đ nhá anh em nhá. Ok chưa? Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là Samsung S20 5G. S20 5G nhỏ nhá anh em nhá, S20 5G. Còn to thì nãy em giới thiệu cho anh em là S20 Bluetooth 5G kìa. Đó nãy em giới thiệu cho anh em S20 Bluetooth 5G. S20 Bluetooth. À S20 5G thì nó sẽ nhỏ gọn hơn. S25G sẽ nhỏ gọn hơn nha anh em nhé, nhỏ gọn hơn, không quá to, không quá nhỏ, anh em thoải mái sử dụng đó. Nó có hai phiên bản nhé, S25G bản Mỹ nó có hai phiên bản, một loại là phiên bản 12 một loại là phiên bản 58 nhé. Ở à, một loại là phiên bản 512, và một loại là phiên bản 58, ở à, bản Mỹ ấy. thì em có đang bán cho anh em là phiên bản con này là phiên bản 512 nhé anh em nhé, đang bán cho anh em là phiên bản 512. À, ví dụ anh em mua em sẽ chụp ảnh cho anh em nhé, à, ví dụ anh em mua con này em sẽ chụp ảnh email cho anh em này là con này là 2628 này đây trên màn hình có gián này 92628 này ở dưới email này 92628 này anh em thấy không cái giá này là giá email để bên em vào sổ thứ cho dễ thuận tiện S20 5G màn đẹp khoa mố nhá anh em nhá máy khá là đẹp máy khá là đẹp máy zin khá là đẹp màn đẹp khoa mố giá bán là 4 triệu 650 nghìn phiên bản con này là hai sim máy Mỹ một sim thường một e sim RAM 12 428 ghi chạy chip sang gần 865 ok chưa màn dynamic AMOLED 2x với tần quét màn hình 120 20 với độ rộng màn hình là 6,2 inch camera sau 12.64 12 cam trước 10 chấm pin là 4.000 mp nhá pin 4.000 mp ok chưa giá bán là 4 triệu 650 4 triệu 650 000 nhá Còn nếu có màu hồng có màu xám này có màu xanh các kiểu này à, còn nếu anh em mua hàng chất hàng chất thì là có màu màu xanh và màu xám một chất thì hàng chất thì có màu xanh và màu xám thì giá bán là 4 triệu 950 đến 5 triệu 050 hàng chất là sao hàng chất là những con này nó còn cả siêu viền nhá anh em nhá Đây là cái siêu lưng nhất đây là cái siêu lưng Thứ hai là những cái siêu viền à, Anh em nhìn những cái hàng chất này thì nhập cao thì phải bán cao đó, à, Không anh em lại bảo là em phân loại ra Em nhập hàng chất uh, nhập hàng cao hơn thì phải bán cao hơn đó Đây là còn siêu viền này anh em đó, à, Hàng này nó còn siêu viền nhá Anh em mua sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé Nhiều khi quay video này nó có thể là uh, Điện thoại anh em hơi mờ hoặc là lấy nét hơi khó Thì anh em có thể khó nhìn nhá à, lưng này nó còn cái những cái siêu lưng này đấy, à, những cái này là những siêu lưng để tránh trước nhá, tại vì hàng chất nhá anh em nhá. Thì những con này bên em đang bán mức giá là 4 triệu 950 đến 5 triệu 050 Còn loại này Loại bình thường này cũng là hàng zin đẹp Đó Cũng là hàng zin đẹp Anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em Màn đẹp không bố máy full hết 4 triệu 650 thôi anh em nhé Trên nhau 300, 400 Đó trên nhau 300, 400 nghìn nha anh em nhé S20 5G Ok chưa Tiếp theo giới thiệu cho anh em là một con máy là Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi Note 8 con này phiên bản 56 của nhớ uh, Phiên bản 56 của 64 nhá anh em nhé Xiaomi Redmi Note 8 phiên bản 56164. Con này theo lại của khách nhá. Theo lại của khách người dùng à, kính nó hơi xước răm răm li ti này. Con này là 2 triệu 250 000 nhá, kính hơi xước răm răm li ti 2 triệu 250 000 Xiaomi Redmi Note 8 nha anh em nhá, Xiaomi Redmi Note 8 2 triệu 250 000 Ok, tắt xuống đây. Đó. Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em đó là iPhone, iPhone thì có iPhone 12 và iPhone 11, iPhone 11 Pro Max iPhone 11 Pro Max thì uh, em đang bán mức giá cho anh em zin là từ 9 triệu 150 đến 9 triệu 650 Ở iPhone 12 thì là giá rẻ hơn nhá iPhone 12 này là 8 triệu 888 000 iPhone 12 quốc tế Mỹ máy zin không dạng sim 64GB 8 triệu 888 000 nhá iPhone 12 là viền vuông nhá có 5G nhá máy quốc tế Mỹ là có 5G nhá anh em nhá đó, cái này là để thu 5G này Cái thứ hai nữa là iPhone 12 là khác iPhone 11 là iPhone 12 là màn OLED rồi nhá Nó không phải màn LCD nhá Đây ví dụ như con này iPhone 11 thay màn thay pin thay pin thì chỉ lợi thế cho anh em thôi anh em sẵn dùng đúng không anh em thay pin thì anh em sẵn dùng rồi, tại vì đời này đời thấp rồi và thay màn là thay màn zin không phải thay màn lô nhá thì 11 64 gb quốc tế Mỹ giá chỉ có 5 triệu 950 thôi 5 triệu 950 màu xanh 5 triệu 950 nghìn tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em nó là Oppo F11 Oppo F11 2 sim 2 triệu 350 nhá Oppo F11 rất là mượt 2 sim 2 triệu 350 000 anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em có ốp lưng cường lực RAM 4 128 ghi nha anh em nhá. OPPO F11 nha anh em nhá. OPPO F11. 2.350. Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em nó là một con máy Note 20 5G. Note 20 5G thì con này là bản Mỹ RAM 8 128 gb và chạy con chip Snapdragon 865 Plus, 2 sim một sim thường một eSIM sim nha anh em nhá. Con này thì nó có bút bụng và màn đẹp hoa mố ok hết nha anh em nhá. Máy đẹp, bút ok hết tất cả chức năng Bluetooth hay chụp ảnh từ xa, viết vùng ok hết nhá. Đó, pin ngoài pin 4300 mAh. Ok chưa? Pin 4300. Đó, con này thì giá bán với em đang đang bán mức giá là 5 triệu 700 nghìn máy đẹp nhá. 5 triệu 700 nghìn. Màu đồng nha anh em nhá. 5 triệu 700 nghìn. Con này là đang bán ra cho anh em là iPhone XS độ lên iPhone 12 Pro, 13 Pro, 3 camera nhá. Độ lên 3 camera có ốp lưng cường lực và sạc cáp Giá bán là pin thay mới sẵn 100%. Giá bán là 5 triệu 950 nhá. Thay vỏ viền vuông. Đó, à, tay vỏ viền vuông, vỏ độ mà anh em. Tay vỏ viền vuông 3K. Có ốp lưng, xà cáp và cường lực 6 triệu. Ở 250 giảm còn 5 triệu 950 nhá. Pin thay mới sắt 100% luôn nhá anh em nhé Google. Google Pixel 5A 5G. Google Pixel 5A 5G. Thì đang bán giá cho anh em là 4 triệu 790. Đó, 4 triệu 890 các thứ. Còn bán cho anh em còn 4 triệu 6 nhá. 4 triệu 6 Google Pixel 5A 5G. Con này thì thông số của nó thì thiên về chụp ảnh nhá. Android thuần của nó rất là mượt Chụp ảnh của nó thì không có gì để chê cả Riêng nói về Google thì chụp ảnh của nó không có gì để chê cả Và đặc biệt con này được nâng cấp khá là nhiều Đó Về chụp ảnh, về pin các thứ nha anh em nhé Google Pixel 5a, 5g nha anh em nhé Anh em nào thiên về chụp ảnh Nếu mà có thể chụp ảnh ở ngoài Trời hoặc là các thứ thì con này Anh em Em đọc lại thông số cấu hình cho anh em nhé Để cho anh em biết nhé Con này thì là 56 g Bộ nhớ con này là Bộ con này là 128 GB, chạy con chip Snapdragon là 765 5 g nhá. Màn OLED màn 6.34 inch. Camera thì không gì để chê cả, chụp ảnh xóa phông hay chụp ảnh các thứ ngoài trời cực kỳ nét. Pin được nâng gấp rất là nhiều, pin là 4680 mAh nhá, giá bán là 4.890. Cũ, giờ bây giờ bán cho anh em 4.6. 6. Ok chưa? Với hơi xa Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là S9 đi. S9 thì em có là bản Nhật bản Mỹ nhá. S9 bản Nhật bản Mỹ, màn cong, màn đẹp khoa mố. Cái này thì ngày xưa nó là siêu phẩm và nó là ước mơ của rất nhiều anh em Màn đẹp khoa múa máy đẹp ở Những con S9 màn đẹp khoa múa máy đẹp bây giờ nó còn rất là ít ở Rất là ít Giá bán thì em Nam đang bán mức giá cho anh em là 2 triệu 750 nghìn nhá 2 triệu 750 nghìn thôi Anh em sở hữu một con S9 nha anh em nhé S9 máy Mỹ máy Nhật Màn là màn cong Super AMOLED Ram 4 64 chạy chip Snapdragon 845 nha anh em nhá. Đó. Màn 5.8 inch độ phân giải 2K+, phủ lớp kính cường lực Gorilla Glass 5, pin 3000 mAh camera sau 12 chấm trước 8 chấm Ok cho vân tay cái thứ Ok hết nhá Đó, màn đẹp khoa màu máy đẹp nhá có màu xanh này màu tím màu đen này Đó, Ok cho xanh tím đen nhá xanh tím đen có bản nhật có bản Mỹ anh em mua bản nào thì cứ inbox cho em là được tiếp theo giới thiệu cho anh em S10e S10e này cũng thuộc dạng nhỏ gọn màn dynamic AMOLED 2x rất là đẹp con này em đang bán là 3 triệu 050 nhá 3 triệu 150 3 triệu 050 nhá Samsung S10e nhé thiết kế nhỏ gọn cho anh em nhé S10e thiết kế nhỏ gọn tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là còn con Google Pixel 4 XL nha Pixel 4 XL con này để giao diện đen tại vì con này là màn ám nhá màn ám là 2 triệu chín thôi ở màu trắng màu trắng thiết kế rất là đẹp chụp ảnh thì cực kỳ đẹp thôi để nền đen này thì anh em không thể nhìn thực tế ám nhá anh em nhá để nền đen này thì anh em có thể nhìn thấy ám không không thể nhìn được ám nhá đây là giao diện của nó nhá không phải ám chỗ này nhá đó đấy là giao diện không phải ám chú ý đâu À, ok chưa? Con này thì đang bán mức giá là 2 triệu. Đây anh em chuyển sang giao diện uh, tắt bỏ giao diện đen. Con này là uh, nó màn ám một chút nhá anh em nhá, màn ám một chút. Đó, à, nhìn qua video này nó rất là khó. Anh em chuyển sang nền đen thì sẽ không nhìn được đâu. 2 triệu 950 000 nhá, Google Pixel 4XL nha anh em nhá. Đó, à, 4XL. 2 sim, một sim thường, một eSIM sim nhá. Tiếp theo nữa, Tiếp theo nữa thì giới thiệu cho anh em con máy gì? Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là S21, một con máy sẽ gần 888. Nó ngang những con S21 Ultra kia, chip là sẽ áp gần 88 thì nó bằng con S21 Ultra nhá. Mới S21 Ultra bây giờ đang bán giá cho anh em là 9 triệu 350 nghìn. Con này thì giá chỉ có hơn 5 triệu thôi, 5 triệu 9. Đó, à, 5 triệu 9 là 6 triệu. là tiết kiệm là anh em rẻ hơn khoảng tầm 3 triệu anh em ạ. À. Tiết kiệm khoảng tầm 3 triệu. Mà cùng chung con chip. Con này là RAM 8, 128GB. Đó chạy con chip Snapdragon 888 không có gì để chê cả anh em ạ. Không có gì để chê cả. Con này thì màn không quá to cũng không quá nhỏ anh em ạ. Samsung S21 màn không quá to cũng không quá nhỏ bản Mỹ thì anh em sẽ dùng được hai sim, một sim thường và một e sim nhá. Tất nhiên sẽ có 5G nha anh em nhá. Tất nhiên sẽ có 5G. Ok chưa? Bản Mỹ sẽ có 5G nhé S21 5G RAM 828 chạy con chip Snapdragon 888 màn 6 inch màn Dynamic AMOLED màn hình 120Hz camera sau 64 12 12 cam trước 10 chấm pin là 4.000 mp nhá giá bán thì trước bán toàn 7 triệu 8 triệu bây giờ bán giá cho anh em 5 9 triệu 9 5 triệu 900.000 nhá S21 5G nhá có màu trắng này màu đen này trắng đen này hồng này tím này à, Ok trắng đen hồng tím trắng đen hồng tím tím đen hồng trắng à, ok chưa có các màu anh em mua màu nào thì sẽ gửi cho anh em màu đó và sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em ví dụ anh em bảo là anh em muốn mua cây màu đen Ok em sẽ chụp ảnh một cây màu đen ví dụ cụ thể là cây này thì cây này là có email là 16345 Ok chưa Thì anh em mua màu đen sẽ chụp ảnh cho anh em cây này Và anh em gửi đến nơi anh em sẽ nhận đúng cái này Kiểm tra test máy đúng cái này Màn đẹp pha múa Tất cả một chức năng ok hết Thì anh em nhận hàng Còn nếu mà máy không đúng anh em phải gọi điện cho em ngay nhá Tránh trường hợp bên giao hàng cháo hàng trộm hàng Các kiểu các kiểu nha anh em nhá Đó, Em làm không có chuyện là Không có chuyện là ví dụ anh em chụp cho anh em coi này Hoặc là em quay video cho anh em cây này mà khi gửi hàng lại gửi cho anh em một cây khác Không chuyện đó ví dụ như thế đúng anh em đó em sẽ gửi đúng cây máy nói nha anh em nhé tránh trường hợp là lừa đảo ok chưa sure. tiếp theo nữa dành cho những anh em nào thích chơi game mà mức giá lại rẻ thích chơi game mức giá rẻ nhá thì em có hai loại một loại là leo v 60 leo v 60 này sẽ áp gần 865 màn rộng pin châu à, sẽ áp gần 865 màn rộng pin châu nha anh em nhé thì những con này bên nam đang bán mức giá là 3 triệu 950 nghìn nhá 3 triệu 950 nghìn sẽ áp gần 865 màn rộng pin châu leo v 60 nha anh em nhé leo v 60 Ờ, thì những con này là anh em nào mà thích dùng thì nó rất là rẻ 3 triệu 950 000 thôi anh em sở hữu cấu hình quá ngon nhá ram 8 128 cái chạy con chip sang gần 865 màn rộng mà 678 inch màn, màn POLED 2k cộng camera sau 64 13 cộng với TOF 3D nha anh em nhé cam trước 10 chấm pin 5000 3 triệu 950 có màu trắng này có màu này con này màu tím màu xanh đi gọi là màu xanh nha anh em nhé đem v 60 3 triệu 950 nhá ở cao hơn một chút thì cũng sẽ áp gần 865 anh em có thể lựa chọn là S21 à S20 FE nhá. S20 FE thì có hai loại, một loại phiên bản là 4 triệu 1, một loại phiên bản là 4 triệu 550. Màn ám nhẹ là 4 triệu 1 nhá. Ám nhẹ thì gần như là rất là nhẹ. Một loại này là một sim anh em nhá. S20 FE một sim 4 triệu 1. Đó, ám nhẹ, còn không ám là 4 triệu 550. RAM 6 g bộ nhớ 128 g và chạy con chip Snapdragon 865 quá ok cho anh em. Màn Super AMOLED rất là đẹp, có vân tay trong màn, có nhận diện khuôn mặt nha anh em nhá. Đó, pin là pin 4500 mAh. Đó pin 4500 mAh. Màn hình con này là màn hình tần số quét 120Hz. Nhiều anh em bảo em nói hơi nhanh. Nên anh em phải thông cảm giúp em tại vì là video nó dài. Em giới thiệu rất là máy, à rất là nhiều máy nên anh em phải thông cảm giúp em nếu mà đọc hơi chậm thì nó rất là lâu. Ok chưa? Anh em nào muốn tìm hiểu chi tiết, em đây em đọc nhanh thì anh em có thể từ chậm. Hoặc là anh em nào muốn tìm hiểu chi tiết hơn, hoặc là anh em muốn chụp ảnh cụ thể hơn thì anh em cứ nhắn tin cho em vào Zalo hai số điện thoại này. 0368 và 081642345 Bảo hành cho anh em 3 tháng địa chỉ hàng thôn 5 Vân Phúc Phú Thọ Hà Nội nha anh em nhé Hoặc nhắn tin fanpage Phương Nam Mobile Đó, con này thì anh em đang đang bán là 4 triệu 1 đến 4 triệu 550 Ok chưa đây, Giá đây giá cũ 4 triệu này Đó, Bây giờ bán giá cho anh em 4 triệu 1 đến 4 triệu 550 nhá Anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé Đó Tiếp theo nữa giới thiệu cho anh em là một con máy Xiaomi Redmi 9A này. Xiaomi Redmi 9A này thì phiên bản 54164 Giá bán của nó là chỉ có 1 triệu 9 thôi màn rộng pin châu 1 triệu 954164 nhá 2 sim nhá Dành cho những anh em nào hoặc mua cho người thân lớn tuổi hoặc là cô gì chú bác con này thì không có ốp lưng Tại vì phiên bản giá rẻ là không trang bị ốp lưng có quay tọc sim cụ sạc dây sạc Đây thông số của nó trên này Chip Hero G25 pin 5000 màn 6.53 2 sim K5 13 chấm Ok chưa Thì con này thì Con này thì em cũng có ship toàn quốc nhận hàng em được kiểm tra và test máy Dòng máy giá rẻ này 1 triệu 9 Ok chưa 1 triệu 9 Anh em nhận hàng để kiểm tra test máy Cô chú bác lớn tuổi hoặc là mua cho anh em học Hoặc là uh, các cháu nó học đấy Anh em có thể tham khảo cái này nhé Tiếp theo nữa một con máy là 2 triệu 7 2 triệu 7 mà con này thì thực sự ra là Nếu mà 2 triệu 7 con này quá ok Có 5G Có kháng nước IP68 Xiaomi Redmi Note 10GE nhé Có bản màu đen có bản màu trắng Đó, RAM 64 Có 5G có kháng nước IP68 Trong này có ốp lưng quay chọc sim đây anh em, con này cũng là phiên bản Nhật này. Phiên bản Nhật đây, anh em hộp mỏng dính này cũng không có sạc nhá. Cũng không có sạc. Bây giờ đa số đời mới nó cắt sạc hết anh em ạ. Đa số đời mới cắt sạc hết để bảo vệ môi trường tại vì nhà nào cũng có vài cái sạc rất là nhiều sạc rồi. Với thứ hai nữa là cái lý do một phần nữa là nó nó gọi là nó cắt bảo phụ kiện để cắt bảo phụ kiện để bọn nó lợi nhuận về kinh tế nó nhiều hơn. đấy là hãng sản xuất anh em ạ. Còn em thì nói chung là nó không sản xuất phụ kiện thì em có tặng kèm cho anh em sạc. Đó, tặng kèm cho anh em sạc. 2 triệu 7 tăng kèm cho anh em sạc Hoco nếu mà nhà anh em có sạc rồi thì lấy giá cho anh em là 2 triệu 650 nhá à, nhớ anh em lấy sạc rồi thì chẳng còn 2 triệu 650 ok cho con này thì bản nhật nó sẵn sẵn màn hình sẵn sẵn màn hình cho anh em và ốp lưng quay chọc sim tăng kèm sạc cáp cho anh em Xiaomi Redmi Note 10 GE ok làm 4 bộ 64 chạy chip sắp gần là 480 đó, à, màn thì con này là màn con này màn 90Hz màn 6.5 inch camera 48.2.2 chấm cảm trước 5 chấm pin 4.800 có sạc nhanh một con máy màn rộng pin Châu cấu hình Ok màn 90hz camera 48 chấm pin 4.800 có 5G có kháng nước IP68 có vân tay các thứ đầy đủ hết đây có 5G đây có 5G có kháng nước IP68 mở giá con này là 2 triệu 7 không lấy sạc là còn 2.650 ok chưa 2 triệu 7 không lấy sạc còn 2.650 nhá có màu trắng này Xiaomi Redmi Note 10e có cả màu đen nhá có màu đen có màu đen đây anh em màu đen đây lấy cho anh em xem nhá đây con này màu đen em gọi là màu đen nó cũng ngoài không phải đen xì mà nó kiểu cũng pha pha màu xám long chuột nó cũng kiểu hơi hơi ngăm ngăm đen nhá anh em nhé đó nó không phải đen xì đâu hơi hơi ngăm ngăm <laughs> tùy vào anh em lựa chọn nha anh em nhé nói vui thôi còn là màu là tất nhiên là hãng nó sẽ pha nó không phải là lúc nào cũng để đen xì đen cháy chạy nha anh em nhá Ờ xem như admin nó 10G 2.650 đến 2.7 tùy anh em lấy sạc hay không. Ờ uh, Nokia G10. Nokia G10 đang bán giá cho anh em 2.450 2 sim. Con này thì là có vân tay này. Màn 6.5 inch này, pin 5050 này, màn rộng pin trâu này. Đó uh, ok, camera 13.2.2 chấm trước 8 chấm này. Giá bán 2.450, đây thiết kế của nó đây. 2.450 nhá. Em giới thiệu con này cũng nhanh nhanh thôi, 2.450 nhá. Xiaomi Redmi Note 8 Xiaomi Redmi Note 8 2 triệu 690 Xiaomi Redmi Note 8 Pro Xiaomi Redmi Note 8 Pro là phiên bản 5, 6, 6, 4 là 2 triệu 9 nhá Phiên bản 5, 6, 6, 4 là 2 triệu 9, 2 sim Xiaomi Redmi Note 8 Pro nhá Thì con này thì cấu hình của nó thì Có cụ sạc, dây sạc, ốp lưng nhá Phải chọc sim Pin 4500, chạy con chip là G90T Helio G90T màn 653 Cam lan 64 chấm Cụ sạc, dây sạc, ốp lưng, phải chọc sim Giá bán con này thì 2 triệu 9 2 triệu 9 anh em nhá Full hết tiếng Việt CH vào đây các thứ full hết nha anh em nhé Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G sạc 67W Con này là 5 triệu 050 phiên bản 5828 Di bộ sạc của nó mấy trăm nghìn rồi anh em Đó 5 triệu 050 nhá 5828 Còn phiên bản 628 là 4 triệu 650 nhá Xiaomi Redmi Note 11T Pro Con này là màn 144 hét Cũng sạc 67W nhá Màn 144 hét luôn 5 triệu 1 nhá 5 triệu 100 nghìn 2 sim anh em mua em sẽ chụp ảnh chi tiết cho anh em nhé Lumia 9 Pro+, bộ đồ cộng Lumia 9 bộ đồ cộng thì con này em đang bán mức giá cho anh em là 3 triệu tám năm mươi nhá ba triệu tám năm mươi k bốn mươi gaming anh em ơi k bốn mươi gaming đang bán mức giá cho anh em là 5 triệu ba k bốn mươi gaming năm triệu ba phiên bản tám trăm hai mươi tám nhá ok anh em mua hàng nhắn tin fanpage phương nam mobile em để nó link phía dưới nhá anh em nhá anh em nào uh, quan tâm thì có thể nhắn tin fanpage phương nam mobile hoặc đến trực tiếp cửa hàng tại thôn năm vân phúc phúc thọ hà nội hoặc Zalo số điện thoại 03686022 và 081642315 OK anh em chụp ảnh trên màn hình đây số điện thoại đây ờ à. Xin chào hẹn gặp lại tất cả anh em nhé